Hello cả nhà. Mà bữa giờ em cũng bận quá không lên. Tại chỗ em mưa to quá. Mưa bữa giờ chắc mưa cả tuần này rồi. Chắc tôi kéo dài tới tuần hết tuần này mới bớt mưa được. Mưa rất to. Em quay trong nhà, bữa giờ quay trong nhà. Rồi. Rồi đầu tiên em lên chiếc thương hiệu của Komono nha cả nhà, thương hiệu nội địa Nhật nha cả nhà. Chiếc này rất mới luôn. Dây vải phố da như cái nhà, nguyên rin dây khó luôn, nhà thương hiệu Komono như cái nhà, thương hiệu nội địa Nhật ấy. Đây còn khá mới luôn, mới tinh luôn. Thông số phía sau này như cái nhà, da băng này, quạt mumen này. The Winton Komono khả năng kháng nước là ba bạc. Đó, thương hiệu nó chiếc này rất là mới nhưng mà size cũng to nữa cả nhà, để em đo size cho cả nhà. Chiếc này size 41 nha cả nhà, vỏ mẹ tĩnh đệ điện đen, dây khó nguyên rin, dây rất xịn luôn, size 41, núm xéo mà cọc số đơn giản chạy tia rất là dễ nhìn xem giờ nữa. Em lên tay cho cả nhà này. Đó. Rồi, chiếc này em để cho cái nhà mình là 600 ngàn như cái nhà, mã một như cái nhà. Rồi. Tiếp đến em lên cho nhà mình là chiếc thương hiệu của Ý như cái nhà. Dolce Seghetto này, full 6 kim. Chronograph giờ tiếp theo á. Dây da rất xịn, dây da bộ dây da mới, rất xịn. Dây Bambi của Nhật luôn cả nhà. Đây, vỏ thép không rỉ. Đây, Chronograph. Bấm trả lại, trả kim về này. Nãy giờ em bấm nó Chronograph rồi, giờ trả kim về lại. Khá mới như cả nhà, khá mới và đẹp. Mặt trắng hai lòng. Kim cọc bắt sáng, này có dạ quang như cả nhà. Cọc dạ quang với lại kim dạ quang, kim cọc dạ quang, cọc nhỏ nhỏ nè, nó có dạ quang. Đó, kim cọc nó dạ quang như cái nhà. Rồi chiếc này có size là size 40 như cái nhà, chưa núm, cả núm là 43 các nhà. Cũng khá mới. Thông số phía sau nè, vỏ thép không rỉ nè, Dolce Seghetto nè, thông số là SM101, khả năng kháng nước 10 bạc như các nhà. Cũng khá là mới. Rồi lên tay nè, đơn giản mà đẹp nha, trắng dễ sang dễ nhìn. Rồi chiếc này em để cho cái nhà mình hôm nay là chiếc này em để cho nhà mình rẻ 780 nha cả nhà. Rồi tiếp theo em lên một chiếc form classic kiểu cổ điển ngày xưa, kiểu cổ điển thương hiệu của Anh như cái nhà, London của Anh ấy. Handy gì đọc tên cái anh này không rành, nghĩa là tiếng Anh này đâu. Kính công này, như kính công lồi này. Khá mới luôn, rất mới luôn. Kim cọc rất là bắt sáng luôn, ngầu mỡ gà, kim rốn, kiểu dáng cổ điển, vỏ thép sớ mờ này. Mới tinh luôn. Đây đây, thông số phía sau này, thương hiệu của nó này, được cái mề đay mạ vàng rất đẹp nha. Mã số nó là mã HE5210, vỏ thép không rỉ. Em đã lên dây bộ bồi xếp mới cho cả nhà. Này, mặt nó đẹp luôn cả nhà, kim rốn rất mới nha cả nhà. Chiếc này có size là cũng to lắm. Bữa anh em hỏi cổ điển kim rốn size nhỏ, tại size 39
sẽ 39 cho nấm, cái nấm là 42 nha cả nhà. Lên tay cũng rất là dễ dễ lên luôn. Đây. Rất dễ xem giờ luôn, kim cọc số bắt sáng cực kỳ luôn. Vỏ thép không rỉ. Thương hiệu của anh nha cả nhà. Chiếc này mất như con mắt lắm. Nè, mề đây rất đẹp. Rồi, chiếc này em để cho cái nhà mình là 920.000 nha cả nhà. Mã số 8. Rồi tiếp theo em lên cho nhà mình chiếc Casio. Nè, Casio form vuông nè. Rất là dễ đeo nha cả nhà. Đây, dây khóa nguyên rin luôn nè. Form vuông. Form này size là size 43, 43 nha cả nhà. Có đèn đầy đủ. Đèn đây. Đèn màu kem. Báo thức giờ thể thao. Đầy đủ. Để xem giờ. Lên tay cũng rất đơn giản, dễ đeo, form vuông dễ đeo. Rồi size 43, chiếc này em để cho nhà mình là 380.000 nha cả nhà. Mã số 3. Rồi tiếp đến em lên cho nhà mình chiếc đây, thương hiệu Independent, thương hiệu của Citizen nha cả nhà. Form vuông rất đẹp, còn khá là mới. Dây khó nguyên rin luôn. Đây. Chiếc Citizen Independent. Ở ngoài rất đẹp. Nó vô đèn thì nó sẽ chói lên. Thấy nó vết xước nhưng mà xước nó rất ít như cả nhà. Do ánh đèn nó chói. Form vuông rất đẹp nha. Mặt caro này. Mặt nổi luôn cả nhà. Kim cọc số bắt sáng. Vô cơ lực lúc 3 giờ. Đây. Dây nó đẹp luôn. Dây khó nguyên rin. Thông số phía sau nữa coi nha. Independent ha. Mã của đồng hồ là mã G110 nha các nhà. Vỏ thép không rỉ. Da băng. Mà chạy máy của Citizen hết nha, của hãng Citizen mà. Dây khó nguyên rin. Em lên tay nè. Chiếc này có size dây là cỡ 18, đeo cũng 17 năm là thoải mái luôn đó nha. 18, 18 năm đeo cỡ 17 năm là đeo thoải mái. Đeo tay bên này biết liền. Đây, tay bên này của em 17. Nó tầm 18 năm nha cả nhà. Tầm 18 năm, đeo 18 thoải mái. Rồi, chiếc này có size á. Size cho size vuông là 32. Kèn của nó là 41. Chiếc này tương đương cỡ tròn cỡ 41 với cả nhà. Cũng khá to nha. Cho nên tay vừa và nhỏ, vừa. Vừa và to. Rồi, chiếc này đẹp luôn cả nhà. Chiếc này em để cho cái nhà mình là 800.000 nha cả nhà. Xe cho mình cái nhà mình là 800.000. Mã số 4 nè. Mã số 4 nha cả nhà, 800.000. Dây khó nguyên rin. Rồi, tiếp đến em lên một chiếc full hộp này nè. Chiếc này là hàng Egin H, cũng dùng có máy mic rồi của Seiko luôn cả nhà. Đây full hộp sổ thẻ nè. Chiếc này có kiểu dáng là anh em chơi đồng hồ gọi là dáng sừng trâu nha cả nhà. Sừng câu trâu có nhiều loại đó. Như là thương hiệu Citizen cổ ngày xưa là cơ auto nó có sừng trâu này. Nhưng mà nè, cái mặt đẹp cả nhà, cọc màu vàng, mấy cái đồng hồ nhỏ là màu tím nha cả nhà.
dây khóa nguyên rin, dây rin hắc luôn nha. Thông số phía sau men ra băng A luôn nha các bạn, sản xuất tại Nhật Bản luôn nha, vỏ thép, vỏ ghi thông số vỏ là stainless steel bar, bay metal là mạ, vỏ mạ như cái này, mạ tĩnh điện đen như cái này. Rồi thông số với nó chống nước 5 bạc. Chiếc này có size mặt là 38 như cái này, chiếc này size mặt 38. Đây, chiếc này rất đẹp và là độc nữa. Đây, thông số dây thì nó hơi bẹt bẹt xíu, nhất là bên này thôi, bên đó còn được, bên này là bẹt bẹt. Nó hình thức là nó hơi chày dăm 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 thôi. Rồi xước lông mèo á, nhưng mà trong đây có 5 cái mắt mới nè, 5 mắt mới tinh luôn, cả nhà lấy về thay vô. 5 mắt mới tinh luôn như vậy, đó, mới tính luôn, nên cả nhà thể thay vào. Đây, sổ thẻ của nó nè, đầy đủ trong đây hết như cái này. Có tem mác của nó nè. Đó. Rồi. Nên bấm chung rep. Đó, chung rep là 1 phần 10 giây nè. Giây nè. Làm tiếng nè. Bấm dừng nè. Chạy kim về nè. Đó. Rồi, chạy full chức năng hết như cái này. Chiếc này có sức dâm 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 nên để rẻ cho cả nhà mình luôn, đưa về sưu tầm như cả nhà. Cái dây này không thích mình có thể ấy làm dây da cũng được, thay da đóng cái cọc vô da cũng đẹp, cũng đẹp. Dây thì mình về mấy mắt một bên đó thì chày thôi, chày một bên chày sơ sơ thôi, nói chung là sức dâm thôi. Cả nhà về có thể thay dây khác cũng được, nên chiếc này em để rẻ cho cả nhà mình là 700.000 như cả nhà, full box, size mặt là 39 nha cả nhà. Kiểu dáng độc lạ, full box luôn. Điểm xe tay hiện tại là xe tay là 16.5 nha cả nhà. Còn 5 mắt trong kia nè, cả nhà có thể đeo vô tay lên nè, đeo cũng rất là độc. Rồi, để về cái nhà chiếc này 700 nha cả nhà, full box, chuẩn Nhật luôn. Rồi, hãng Agin H như cái này. Rồi tiếp đến lên chiếc Casio. Chiếc này thì mới cứng luôn, chưa sửa qua sử dụng như cái này. Form vuông này rất đẹp như cái này, vỏ nhựa phối thép. Chiếc này nó mới tinh luôn, chưa sử dụng. Còn tem mát luôn nè, dây khóa nguyên rin nè. Chiếc này mới cứng luôn, chưa qua sử dụng. Đây, Multi Men 5 nè. World Time Giờ Thế Giới nè. Đủ thứ, Chrono Rap, các kiểu, rất là mới luôn cả nhà, mới tinh đó, chưa xài á. Đèn đút đầy đủ, full chức năng. Đây, đèn xanh nè. Đây, mới lên đèn xanh này cả nhà. Rồi, đèn xanh. Mode nè, chế độ nè, giờ World Time nè. Nó nhiều chế độ lắm. Báo thức rồi, giờ trên, giờ dưới, ngày trên, dưới đầy đủ, dễ nhìn luôn. Rồi chiếc này mới tinh, chiếc này trước bán 700 á, bên em xem cho cái nhà 650 như cái nhà. Vừa đeo vừa sưu tầm rất đẹp, dòng này vuông rất đẹp như cái nhà. Size của nó là size to đó, size nó là 39 như cái nhà, 19 vuông là tròn là to lắm, to tầm tận 44-45 lận. Mới tin em lên tay cho cái nhà đẹp không cái nhà. Rồi chiếc này em để cho cái nhà 600.000 như nhà, nha mẹ số 5. Rồi. Rồi còn chiếc này nữa cuối cùng nè, chiếc này nhỏ nhỏ thôi, thương hiệu Timex như cái nhà, còn khá mới, một ô của lịch lúc 3 giờ nè. Khá mới, size nó nhỏ nhỏ nha, anh tìm tay nhỏ hoặc mua cho con đeo thôi. Chiếc này size 36 như cái này,
Cái nấm là 38. Dây da mọc rất xịn này. Dây da mọc luôn. Đều rất là mềm mại. Mới tinh luôn. Rồi, chiếc này em để cho nhà mình là 400 nha. Nhưng mà gửi em 380 cũng được. Mẹ số 7 nha cả nhà. Lên tay nè. Size 36. Rồi, hôm nay lên tới đây như đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Hẹn cả nhà video sau nha. Nếu hàng về kịp thì mai em lên tiếp nha cả nhà. Rồi. Bye bye cả nhà. Hẹn cả nhà video sau.